Phật A Di Đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thánh và cõi nước cực lạc thanh tịnh tra nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y đức Quang thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho hết thị chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo Tịnh độ đại kinh giải diệt nghiệp chủ dạng lão pháp sư tịnh không địa điểm giảng đường qua nghiêm malaysia thời gian ngày 8 tháng 8 năm 2010 tập 102 chư vị pháp sư chư vị đồng học xin mời ngồi xuống xin xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang 118 dòng thứ 5 từ dưới đếm lên đọc từ chỗ hữu chân giải hữu chân giải cứ tùng quả hướng nhân nghĩa thích dân như lai nhất thiết công đức bảo tàng Phật quả công đức giả Thử chi công đức đại bảo hại Thuyết ngôn Phật pháp tạng Tức thị Phật sở đắc nhất thừa giả Đây là đoạn văn trích từ sách chân dài Người Trung Quốc nói Chư Phật như lai Thả chiếc bè từ cũng có nghĩa là các ngài đã thành phật rồi vì độ chúng sanh mà là phương tiện chẳng dùng thân phật vì sao phật ở địa vị thầy học trò nhất định phải tôn trọng thầy đó là tôn sư trọng đạo nếu học trò nghiệp chướng rất nặng Tập khí rất nhiều Chẳng biết hiếu thuận cha mẹ Mà cũng chẳng biết tôn kính sư trưởng Lúc đó Phật độ kẻ ấy như thế nào? Chắc chắn Phật chẳng dùng đến thân phận Phật Mà dùng thân phận Bồ Tát Thân phận Bồ Tát rất nhiều Như trong Phẩm Phổ Môn Đã giới thiệu 32 ứng thân Của Quán Thế Âm Bồ Tát Trừ thân Phật ra Những thân khác Đều là phương tiện thiện xảo Nên dùng thân gì để đắc độ bèn hiện thân ấy chẳng có mảy may câu thuốc nào đúng là hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức nên mới có thể lợi ích chúng sanh từ chỗ này cũng khiến cho chúng ta thấu hiểu chư phật bồ tát từ bi chân thật xác thực là các ngài chẳng có phân biệt chẳng có chấp trước hoàn toàn thuận theo tâm ưa muốn của chúng sanh tùy thuận tập khí phiền não của chúng sanh do vậy phật bồ tát muốn độ súc sanh nhất định hiện thân súc sanh Muốn độ ngạ quỷ Nhất định hiện thân ngạ quỷ Chẳng phải là thân đồng loại Sẽ chẳng dễ tiếp xúc Do vậy Ngài nhất định phải hiện thân đồng loại Đó là từ quả hướng tới nhân Dùng ý nghĩa này để giải thích Phật Pháp Tạng như lai nhất thiết công đức bảo tàng là nói về tự tánh tự tánh của chúng ta vốn trọn đủ vô lượng vô biên công đức bảo tàng là tỷ dụ người thế gian có được kho báu sẽ có nhiều của cải chẳng hứng chịu nỗi khổ bần cùng mang ý nghĩa này bảo có tác dụng giúp chúng ta đạt được lợi ích thù thẳng công đức vốn trọn đủ trong tự tánh cũng mang ý nghĩa này công đức trong tự tánh khai phát đó là phước huệ viên mãn không chỉ là trí huệ viên mãn mà phước báo cũng viên mãn cho nên gọi là bảo tàng câu kế tiếp là phật quả công đức giả bồ tát chứng đạt quả vị rốt ráo chứng đạt phật quả rốt ráo viên mãn Trọn đủ công đức nơi quả địa Các công đức trong tự tánh Đều khởi tác dụng viên mãn Thử chi công đức đại bảo hải Thuyết ngôn Phật Pháp Tạng Công đức nơi quả địa Được gọi là Phật Pháp Tạng Phật Pháp kho báo Phật Pháp Tức thị Phật sở đắc nhất thừa giả Ngài chứng đắc Pháp nhất thừa Đó là nhất thừa viên mãn Nhất thừa là Phật thừa Đại thừa là Bồ Tát thừa Tiểu thừa là Thanh Văn Duyên Giác ở đây là nói đến Pháp viên mạng rốt ráo Chân giải chi thuyết Hiển hội trung chư Bồ Tát Giai thị đại quyền thị hiện Tác phẩm Chú giải kinh vô lượng thọ Của thiền sư Đạo Ẩn người Nhật Có tựa đề là Vô lượng thọ kinh chân giải Qua lời giải thích trong câu này Sư đã chỉ rõ trong hội ấy của Đức Thế Tôn tại Linh Sơn thờ đó Các vị Bồ Tát tham dự Pháp hội Số tới một vạn hai ngàn Người đều là bậc đại quyền thị hiện Đều là chư Phật Bồ Tát hiện đến Đều là Pháp thân đại sĩ thị hiện Do vậy gọi là Tùng quả hướng nhân Những gì ấy dĩ nhập như lai nhất thừa quả hải Như lai là tự tánh Tự tánh Dưỡng tự trọn đủ trí huệ và đức tướng Ở đây gọi là Như lai nhất thừa quả hải đều được chứng đắc rốt ráo viên mãn đảng bất xả nhân hành nhân ở đây là chưa chứng quả giống như trong hiện thời chúng ta đều đang thuộc nhân địa nhân địa từ sơ phát tâm mãi cho đến khi chứng đắc đẳng giác đều là nhân diệu giác mới là quả vị Chư Phật Như Lai Tuy đã ở địa vị dị diệu giác Vẫn chẳng bỏ nhân hạnh Đến giúp Thích Ca Mâu Ni Phật Đến làm một đứa học trò tu học Hồng nêu gương tốt đẹp Các ngài làm gương cho chúng ta Được gọi là ảnh hưởng chúng Trong đại chúng <laughs> Cố lai hội tán trợ Thích Tôn Giúp Thích Ca Mâu Ni Phật Giáo hóa hết thầy chúng sanh Đến như vậy đó Chúng ta học và Phật Pháp Tạng tới đây Tiếp đó là nói Cứu cánh bỉ ngàn Cứu cánh giả Chí cực chi nghĩa Đạt tới chỗ đăng phong tạo cực Tức là chẳng còn có gì cao hơn được nữa Đã đạt tới tuyệt đỉnh Bỉ ngạn Là trở về tự tánh Tự tánh là bỉ ngạn Minh tâm kiến tánh như thiền tông đã nói chính là bỉ ngạn giáo pháp đại thừa thường gọi minh tâm kiến tánh là vọng tận hoàng nguyên hoàng nguyên là bỉ ngạn hoàng nguyên là trở về tự tánh trong tịnh độ tông trở về thường tịch quan là bỉ ngạn trí độ luận dân à, nghĩa là trong đại trí độ luận có nói ba la Phản, tiếng phạn là ba la tâm kinh nói ba la mật ở đây tỉnh lược áo mật ở cuối ba la chính là ba la mật Tần Ngôn bỉ ngạn khi ấy cư Ma La thập đại sư ở Trung Quốc, địa phương ngài ở có tên gọi là Tần, cho nên tiếng Hán được gọi là Tần Ngôn, tức là ngôn ngữ của nước Tần. Chỗ ấy nay thuộc hành lang Hà Tây. Thuộc khu vực tỉnh Cam Túc Thuộc ấy gọi là Tần Quốc Đây là nói về tiếng Hán Ba La Mật dịch sang tiếng Hán là Bỉ Ngạn Thượng dân giải thích thêm Dĩ sanh tử di thử ngạn Nít bàn di bỉ ngạn Sanh tử là lục đạo Lục đạo Luân Hồi có phần đoạn sanh tử đó là bờ bên này Niết bàn là bờ bên kia Niết bàn là bất sanh bất diệt Chứng đắc Niết bàn Sẽ bất sanh bất diệt Niết bàn có rất nhiều ý nghĩa ở đây trích dẫn kinh niết bàn để nói niết bàn kinh dân bỉ ngạn giả dụ như lai giả như lai là, là minh tâm kiến tánh đại triệt đại ngộ chúng ta đọc kinh hoa nghiêm sẽ thấy trong viên giáo Từ sơ trụ Bồ Tát trở lên Đều được gọi là Như Lai Các ngài Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần Chẳng khởi tâm, không đồng niệm Chẳng phân biệt, không chấp trước đó là kiến tánh Nên được gọi là Như Lai Do vậy đối với danh sư Như Lai 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ Đều có thể gọi là Như Lai Địa vị có cao hay thấp khác biệt Quả vị rốt ráo Là địa vị dị dịu dị dị dàng Ở đây vận dụng Cả hai ý nghĩa ấy đều hợp lý Thị dĩ tịnh ảnh sư Thích cứu cánh niếp bàn Ngài đã nói mấy câu như sau Chương quả tất cánh Niếp bàn bỉ ngạn Đáo danh cứu cánh Chương là tỏ rõ Bồ Tát tu chứng quả vị Đã đạt đến rốt ráo viên mãn rồi Nên nói là tất cánh Quả vị tu hành đạt tới địa vị tất cánh Tất là nói chúng ta đã tốt nghiệp Đã hoàn tất Đã học xong tất cả các khóa học rồi cánh cũng có nghĩa là viên mãn đã đạt đến bờ bên kia niết bàn đó là cứu cánh ý nghĩa này được nói theo địa vị dị diệu giác nếu mở rộng ra cũng có thể nói bốn mươi địa vị pháp thân đại sĩ Đều thật sự tu chứng bờ kia rốt ráo Tiếp đó Cổ hoàng ghi thêm lời tiểu chú Sớ Vị chương minh dị đắc Chí cực chi giá quả Đáo đạt nít bàn bỉ ngạn Danh di cứu cánh Đây là bổ sung ý nghĩa Tức là 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ Đều đạt tới rốt ráo viên mãn Chứng đắc quả vị cao nhất Là địa vị dị diệu giác Đó là cực chi giác quả Tức là Địa vị dị diệu giác đều là Phật quả viên mãn. Án chân dài ý. Tác gì chứng nhập Phật chi nhất thừa đại công đức bảo hải. Khế Phật sở đắc niết bàn. Hai vị tịnh ảnh và Pháp Sư Đạo Ẩn nói đến cùng một chuyện, cùng một cảnh giới. Thị chư đại sĩ viên chứng quả đức dĩ Tùng quả hướng nhân Tuân phổ hiền đức Phổ hiện thập phương Lai pháp hội trung Đồng quan tình pháp đây là nói rõ những vị đại sĩ từ mười phương đến tham dự pháp hội dùng thân phận bồ tát để đến nơi đây nhưng các vị bồ tát đó đều đã thành phật từ quả hướng đến nhân người qua nói là thả chiếc bè từ vẫn tuân hành phẩm đức phổ hiện hiện thân trong khắp mười phương có ý nghĩa ấy dùng ý ở chỗ này tuân phổ hiện đức phổ hiện thập phương từ chỗ này chúng ta thấu hiểu phẩm đức của ngài phổ hiền, chẳng thể nghĩ bàn phổ hiện thập phương chính là thể hiện nguyện cuối cùng trong mười nguyện phổ hiền. Tức là nguyện Phổ dài hồi hướng Dùng gì để hồi hướng? Phải dùng thành quả tu hành của chính mình Dùng vô tận phương tiện thiện xảo Để giúp hết thể chúng sanh trong mười phương thế giới giác ngộ viên thành phật đạo đó là chân hồi hướng hồi hướng không phải là nói xuôi mà phải dùng công đức chân thật các ngài thể hiện ý nghĩa này do vậy các ngài đến pháp hội đồng hoàng tịnh pháp tịnh pháp là tịnh độ tông tức là pháp môn tịnh độ tông Cùng với Thích Ca Môn Ni Phật, dùng sức hoàng dương pháp môn này. Tiếp đó, trích dẫn lời cư sĩ Bành Tế Thanh. Hành quyền phương tiện, nhập Phật Pháp Tạng, cứu cánh bị ngạn. Hành quyền phương tiện, ngay trong cuộc sống hàng ngày. Từ sáng đến tối khởi tâm đồng niệm Sinh sống làm việc đãi người tiếp vật Đều phải thể hiện sống động Thể hiện gì vậy? Thể hiện nhập Phật Pháp Tạng Đạt đến bờ kia rốt ráo Ở đây cũng phải giải thích đơn giản một chút Nhập Phật Pháp Tạng Là trong cuộc sống hàng ngày sẽ giống như Phật Chúng ta phải thấu hiểu Thích Ca Mâu Ni Phật Từ sáng đến tối Sống như thế nào thì quý vị mới có thể học theo suốt đời thích ca mâu ni phật chỉ là một chuyện trừ chuyện ấy ra chuyện gì cũng chẳng có chuyện ấy là giáo hóa chúng sanh chỉ có một chuyện ấy vậy thì chúng ta hiểu ở nơi đây hành quyền phương tiện chính là vận dụng phương tiện thiện xảo để giáo hóa chúng sanh đó là độ thoát hết thảy giáo hóa chúng sanh nhằm mục tiêu nào phải biết giúp hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ thì công lao giáo hóa to lớn đã hoàn thành Do vậy Đức Thế Tôn Đã thực sự thực hiện viên mãn câu Thân hành ngôn giáo Như cổ Thánh Tiên Hiền Trung Quốc đã nói Thân biểu hiện bằng gì? Giới luật Kinh điển ghi lại ngôn hành Cử chỉ của Đức Thế Tôn Đó là giới luật Thực hiện viên mãn Bắt đầu từ thập thiện nghiệp đạo Cho đến Bồ Tát Đại Giới Những điều ấy đều được biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày đó là thân hành à, kinh điển. Về kinh điển Thuở ấy Đức Thế Tôn Giáo hóa hết thảy đại chúng Do can tánh của hết thể đại chúng chẳng giống nhau Có người can tánh thượng thượng thừa Đức Phật giảng cho họ Pháp Nhất Thừa Như Hoa Nghiêm Pháp Hoa Có người là căn tánh Đại Thừa Đức Phật giảng cho họ những kinh Đại Thừa Như Bát Nhã Phương Đẳng Có kẻ căn tánh Tiểu Thừa Đức Phật giảng cho họ Tứ A Hàm còn có kẻ căn tánh nhân thiên Ngay cả các pháp thanh văn duyên giác thiên. Họ đều chẳng màng Căn tánh của họ là nhân thiên Hiện thời toàn thể chúng ta toàn là hạng căn tánh nhân thiên Vì sao? Sơ quả tu đà hoàng của tiểu thừa phải đoạn 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới Chúng ta chẳng làm được Đúng không? Chẳng giả dạ. Vì thế bản thân chúng ta phải biết chính mình thuộc căn tánh gì có thể học được phần nào trong sự giáo huấn suốt cả một đời thích ca mâu ni phật chẳng thể vượt quá phận được kinh thập thiện nghiệp đạo là bộ kinh đầu tiên trên con đường tu học là kinh điển nhập môn là pháp nhân thiên chứ gì phải biết điều này quý vị thấy điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước là pháp nhân thiên chưa nhập môn Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Từ tâm chẳng giết Tu mười thiện nghiệp Hạ người nào vậy? Chẳng phải là Bồ Tát Cũng chẳng phải là La Hán Ngay cả Tu Đà Hoàng cũng chưa đạt tới Đây là Pháp phải học của chư thiên trong dục giới và con người trong nhân gian. Người học tốt đẹp Pháp này thì mới có thể học Phật. Điều kiện học Phật là học làm người tốt đẹp. Vừa mở kinh bổn ra, ta thấy Đức Phật thường gọi thiện nam tử, thiện nữ nhân. Chúng ta thật sự làm được chữ thiện ý Thiện ý chính là thập thiện nghiệp đạo Thật sự làm được thập thiện nghiệp đạo Thì quý vị mới có thể nhập Phật môn Nhập Phật môn đầu tiên là Tiếp nhận tam quy ngũ giới Vậy thì nay chúng ta cũng thọ tam quy và ngủ giới Còn có rất nhiều đồng tu thọ Bồ Tát giới Có thật hay không? Trong tâm chúng ta phải hiểu rõ Chẳng thật Vì sao? Chẳng làm được Thiên thai đại sư nói lục tức Chúng ta là danh tự tức Phật hữu danh vô thực mang tiếng là đã thọ tam quy nhưng chẳng có thực chất tam quy toàn là giả chất chớ nên không biết điều này đã là giả vì sao vẫn phải thọ tổ sư đại đức dạy tuy giả vẫn nên thọ vì sau khi đã thọ những giới ấy trong tâm sẽ thường ghi nhớ ta đã quy y tam bảo ta đã thọ ngũ giới phải nghiêm túc học tập nó thường cảnh tỉnh quý vị chẳng thọ quý vị sẽ chẳng có khái niệm ấy sau khi đã thọ thường được nhắc nhở do có lợi ích ấy Đền thọ giới tốt hơn là không thọ Nhưng đã thọ thì ngàn muôn phần Đừng nghĩ ta đã là đệ tử tam bảo Ta đã thọ tam quy ngộ giới Đây là đại vọng ngữ Có tội lỗi Là vì quý vị chưa làm được Sau khi đã thọ Phải nghiêm túc Nỗ lực thực hiện Nhất định phải làm được Thì mới là tốt đẹp bởi lẽ phật pháp trọng thực chất chẳng trọng hình thức lúc tôi mới học phật được quen biết chương gia đại sư còn chưa quy y tôi học với ngài ba năm hình như tới năm thứ ba mới quy y hai năm đầu chẳng quy y về sau có rất nhiều người bảo anh thường ở cùng một chỗ với lão nhân gia có thể nào chẳng quy y gần như là không thể nào chấp nhận tôi bèn đối trước đại sư quy y thọ tam quy đại sư vô cùng từ bi tuy tôi chưa quy y ngài vẫn bằng lòng nhiệt thành giáo huấn mỗi tuần dành cho tôi hai giờ rất khó có tuy chúng tôi chưa quy y nơi hình thức nhưng xét đến thực chất thì đã là thật sự quy y vì nghe lời thầy dạy ra sao chúng tôi đều có thể tiếp nhận đều chịu y giáo phụng hành đó là thật sự quy y tuy trên hình thức chẳng có Nhưng thật sự quy y thì có Đó cũng là hành quyền phương tiện Nhập Phật phá Tạng Nhất định phải nhập Nhất định phải học theo Phật Đức Phật dạy chúng ta hai câu Phải diễn diễn ghi nhớ Phải diễn diễn thực hiện Lấy giới làm thầy Lấy khổ làm thầy Chẳng sợ chịu khổ Chẳng có gì quan trọng hơn điều này Có thể chịu khổ Sẽ chẳng bị dao động trong hết thầy cảnh giới Chẳng bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển Phạm những kẻ học Phật Rốt cuộc bị thất bại đọa lạc Là do bị hoàn cảnh xoay chuyển Nói thật ra là chẳng thể chịu khổ không chống được sự dụ dỗ Mê hoặc của cảnh giới tiếng tâm lời dưỡng bên ngoài Nên mới bị thất bại Bởi thế hai điều giáo huấn ấy của Đức Phật Trọng yếu dường nào Chúng ta học thập thiện nghiệp từ chỗ nào Trong những năm gần đây chúng tôi thường nhắc nhở các đồng học mà cũng là nhắc nhở chính mình hãy thực hiện đệ tử quy và cảm ứng thiên tức là thật sự học thập thiện nghiệp đạo nếu có kẻ nào hỏi cách học thập thiện nghiệp đạo là như thế nào quý vị hãy bảo kẻ ấy Hãy nghiêm túc học đệ tử quy và cảm ứng thiền Thì sẽ là học thập thiện nghiệp đạo Đã thành tựu hai thứ ấy Quý vị sẽ viên mãn thập thiện nghiệp đạo Trong Phật Pháp Có một pháp môn đặc biệt Là Kinh Vô Lượng Thọ tức pháp môn tình tâm chỉ cần chúng ta có cơ sở này đang có thể giảng sanh cũng có nghĩa là đã có ba căn cơ nho thích đạo thật sự dung bồi bền dững ba căn ấy chúng ta nương theo lý luận và phương pháp trong kinh vô lượng thọ để cầu sanh về Tây Phương cực lạc thế giới Nhất định thành tựu Đến được Tây Phương cực lạc thế giới Là đạt đến bờ kia rốt ráo Do vậy câu nói ở đây chẳng phải là lời giả nhập Phật Pháp Tạng Là trong cuộc sống hàng ngày Chúng ta nhất định phải thực hiện ba căn cội của Nho Thích Đạo. Quý vị bèn nhập Phật Pháp Tạng, nhập nông cạn chớ sợ, đã có bổ nguyện và oai thần của a di Đà Phật Gia Trị. Sự gia trị ấy chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Mỗi ngày, quý vị đọc Kinh Vô Lượng Thọ từ đầu đến cuối một lượt, là được a di Đà Phật Gia Trị quý vị một lần. Quý vị niệm mỗi ngày là được gia trì mỗi ngày Mỗi ngày nghe giảng Hiểu rõ ràng, minh bạch đạo lý trong ấy Quý vị đã được gia trì viên mãn Lẽ nào chẳng giảng sanh Tam cứu nghĩa trung Toàn nhiếp tịnh độ pháp môn Bồ Tát nhất thiết sở hạnh Bất ly phương tiện Dĩ phương tiện cố Thủ ư tịnh độ Đắc thường kiến Phật Phương tiện của tịnh Tông Trước hết là làm một người tốt chẳng là một người tốt sẽ chẳng có cách nào sanh về thế giới cực lạc chẳng có phần phải là một người tốt nhưng chúng ta cũng thật sự thấy chẳng phải là giả có kẻ suốt đời tạo ác lúc lâm chung gặp gỡ bạn lành khuyên kẻ ý quay đầu là bờ niệm phật cầu sanh tịnh độ cái ấy nghiễm nhiên cũng thành tựu đó là do nguyên nhân nào điều ấy khiến cho nhiều người hoài nghi trong ấy có đại đạo lý Đại đạo lý gì vậy? Kẻ suốt đời tạo ác, à? lâm chung sám hối. Ta知道错. Biết lỗi quay đầu. Tội nghiệp bèn tiêu tan. <laughs> Kinh Phật có tỷ dụ nhà tối ngàn năm. Căn nhà ấy chẳng qua ánh sáng Bao lâu? Một ngàn năm Quý vị thấp một ngọn đèn soi sáng Tối tâm chẳng còn nữa Tối tâm ví như tội nghiệp Ngàn năm là thời gian tạo tội nghiệp rất dài Quý vị một niệm quay đầu Tức là quý vị thấp một ngọn đèn Tối tâm chẳng còn nữa Lời này cho chúng ta biết Tội lẫn phước đều chẳng phải là thật Chúng đều sanh từ tâm tưởng Là Pháp sanh diệt Chẳng phải là thật Chỉ cần là Pháp sanh diệt Thì như Kim Kim Cang đã nói rất hay Hết thể Pháp hữu di như mộng huyển bọt bóng Pháp hữu gì là Pháp sanh diệt Giống như nằm mộng Gặp ác mộng Tạo tội nghiệp là gặp ác mộng Tạo nghiệp chịu khổ Có người đánh thức quý vị Sau khi tịch giấc Mộng hoàn toàn chẳng còn nữa Quý vị ở trong lục đạo Thời gian tạo tác tội nghiệp rất dài Cảm nhận khổ báo trong tam đồ Này có thiện tri thức đánh thức quý vị Quý vị liền giác ngộ Lục đạo thật là khổ Ta muốn về thế giới cực lạc Ý niệm vừa chuyển Nghiệp bàn tiêu tan Nó chẳng còn chứa ngại quý vị nữa Nghiệp tiêu tan nhiều hay ít Tùy thuộc tính tâm của quý vị Tính tâm kiên định Chẳng có mấy mấy hoài nghi Nghiệp bàn tiêu hết Có những kẻ như thế nào Ta tạo nghiệp nhiều quá Thời gian tạo nghiệp quá lâu Như vậy thì có được hay không Chỉ cần có một nghiệp như thế Nghiệp của người ấy Chỉ có thể tiêu ít ỏi vài, vài phần Còn phần lớn chẳng tiêu được vẫn có thể chứa ngại kệ Nếu chúng ta thật sự hiểu đạo lý này Sẽ chẳng còn hoài nghi nữa Biết tạo tội nghiệp như thế nào đi nữa Cầu a di đà Phật Thật sự có thể tiêu trừ nghiệp ấy Giữ chặt a di đà Phật Quyết định chẳng buồn lỏng Trong tâm có A-di-đà Phật trong miệng có a di đà Phật Thân thể tạo tác cũng giống như a di đà Phật Còn có thể nào chẳng giảng, giảng sanh ư? Ở đây nói Bồ Tát nhất thiết sở hành Bất ly phương tiện chẳng khác gì thích ca mâu ni phật ứng quá trong thế gian này dĩ phương tiện cố đó là phương tiện thiện xảo thủ ư tình độ phương này chính là tình độ tình độ chính là phương này đắc thường kiến phật tâm ta chính là a di đà phật a di đà phật chính là tâm ta chúng ta khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác đều có thể tương ứng với những điều đã dạy trong kinh vô lượng thọ điều này giống như trong các tôn giáo thường nói ta và thần cùng tồn tại chúng ta cũng là cùng a di đà phật tồn tại trong Phật Pháp Ý nghĩa cùng tồn tại này được nói rất thần thiết Trung Phong Quốc Sư nói Tâm ta tức là A-di-đà Phật A-di-đà Phật tức là tâm ta Đấy chẳng phải là ta và A-di-đà Phật cùng tồn tại ư ừ. Dị kiến Phật cố Văn pháp tu hành Nhập Phật pháp tạng Viên mạng giác tâm Cứu cánh bỉ ngạn Đây là rốt ráo viên mạng Thành Phật trong một đời Nhập Phật pháp tạng Tánh tướng lý sự nhân quả viên mạng giác tâm không gì chẳng thông đạt hiểu rõ cứu cánh bỉ ngạn là niệm niệm tương ứng tự tánh trong kinh hoa nghiêm đức phật đã nói Hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai Trong mỗi niệm chúng ta đều tương ứng với trí huệ và đức tướng trong tự tánh Đây là đạt đến cứu cánh bỉ ngạn Do vậy Kinh phải đọc thuộc Phải hiểu rõ ý nghĩa phải vận dụng trong cuộc sống hàng ngày nhược vô phương tiện vô lượng hành môn chung bất thành tựu trí huệ chân thật lìa hết thầy tướng tức là hết thầy các pháp vì thế buông xuống là công phu bậc nhất của người tu hành. Buông chấp trước xuống, buông phân biệt xuống, buông khởi tâm động niệm xuống. Điều này chẳng dễ gì làm được. phân trước nhưng khởi đầu từ buông xuống phân biệt và chấp trước thì chúng ta có thể làm được tuy chẳng thể viên mãn như bồ tát nhưng chúng ta hãy bắt đầu làm thời thời khắc khắc đều có thể cảnh giác điều này rất trọng yếu đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tiền từ tv internet từ các phương tiện thông tin chúng ta thấy trên toàn thể thế giới có nhiều tai nạn chẳng có cách nào tưởng tượng nổi đối với người tu hành mà nói những tai nạn ấy có điểm lợi ích là khiến cho chúng ta cảnh giác thế giới này thật sự khổ sở chẳng thể trụ trong thế giới này mỗi ngày chúng ta thấy trong kinh đức thế tôn đã giới thiệu thế giới cực lạc thế giới ấy tốt đẹp lắm so sánh hai thế giới nguyện cầu sanh thế giới cực lạc sẽ nảy sanh tràn trề đó là điều tốt đẹp nếu trên thế giới này chẳng có tai nạn chúng ta sẽ không muốn ra đi tuy niệm a di đà phật vẫn chẳng nỡ lìa bỏ thế giới này do vậy mỗi lần có đại tai nạn hiện tượng ấy cũng đổ rất nhiều người có lắm kẻ thiện căng chưa chín mùi trông thấy tai nạn ấy thiện căn bèn chín mùi ]放下. thật sự muốn giảng sanh thật sự buồn xuống à, do vậy ngẫu ích đại sư có nói hai câu rất tuyệt cảnh duyên vô hảo xú hảo xú tại nhân tâm quý vị có cách nhìn ra sao hoàn cảnh chẳng có tốt hay xấu quan hệ giữa con người với nhau cũng chẳng có tốt hay xấu tùy thuộc quý vị có cách nhìn ra sao nếu quý vị dùng tâm thái bình thường để nhìn sẽ chẳng có gì là bất hảo tâm thái bất bình thường hoàn cảnh gì cũng đều bất hảo xác thực là cảnh chuyển theo tâm hy vọng các đồng học học phật chúng ta đều có thể dùng tâm để chuyển cảnh giới đó là điều tốt đẹp tiếp đó lão cư sĩ trích dẫn kinh đại bát nhã để nói như đại bát nhã kinh dân thị bồ tát do giữ bát nhã ba la mật đa tương ứng cố tùng thử xứ một Sanh dư Phật độ Tùy nhất Phật quốc Chí nhất Phật quốc Tại tại sanh xứ Thường đắc trị ngộ chư Phật thế tôn Cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán tháng nại trí, vô thượng, chánh đẳng, bồ đề Chung bất ly Phật Đây là dạy dỗ chúng ta chúng ta đã dung bồi vững vàng ba căn bản tu tịnh độ như thế nào tu tịnh độ cũng phải là tâm chẳng lìa phật hạnh chẳng lìa phật sẽ thành tựu rất nhanh ở đây đã nêu một thí dụ Bồ Tát Do giữ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tương ứng cố Bát Nhã Ba La Mật Đa Bát Nhã là trí huệ Ba La Mật Đa là bờ kia Cũng là bờ kia Niết Bàn Câu này có nghĩa là Bồ Tát có năng lực ấy Trong cuộc sống hàng ngày Ngài sử dụng trí huệ Chẳng dùng trí thức Bác nhã là trí huệ Tri thức và trí huệ khác nhau Cơ sở của trí huệ là tâm thanh tịnh Cơ sở của trí thức là tâm ý thức Trong tâm ý thức có ý niệm Trong tâm thanh tịnh chẳng có ý niệm Nên chúng khác nhau Tối thiểu là Phải buồn kiến tư phiền não xuống Vẫn chưa thể gọi là bát nhã Buồn kiến tư phiền não xuống Tâm thanh tịnh Chứng quả a la hán Theo cách nhìn của giáo pháp Đại Thừa thì trong tam đức bí tạng A-la-hán chỉ có một đức là giải thoát Mà giải thoát vẫn chưa viên mãn Được gọi là giải thoát nửa vời Chưa chứng đắc pháp thân Chẳng chứng đắc bát nhã Cũng có thể nói là A-la-hán chẳng có trí huệ bát nhã Phải nâng cao lên một đẳng cấp Đạt đến Bồ Tát Bồ Tát có trí huệ bác nhà Pháp thân Bồ Tát đã chứng đắc Pháp thân Bác nhà giải thoát Nên mới gọi là tương ứng Từ tựa đề kinh này Thanh tịnh là điều chứng đắc bởi A-la-hán Bình đẳng là chứng đắc của Bồ Tát. Giác được chứng đắc bởi Phật. Đó là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Bình đẳng không dễ dàng. Sau khi đã thanh tịnh rồi thì mới có bình đẳng. Đại chúng trong xã hội hiện thời tâm chẳng thanh tịnh. Chẳng thanh tịnh thì làm sao có thể bình đẳng cho được? vì sao sau đệ nhị thế chiến mọi người trên thế giới này đều mong mỏi hòa bình xuất hiện nhưng mãi cho đến hiện thời hòa bình chẳng xuất hiện xã hội mỗi năm một động loạn hơn tai nạn mỗi năm một nhiều hơn do nguyên nhân nào tâm con người chẳng thanh tịnh nói cách khác trong xã hội hiện tiền điều quan trọng nhất là làm sao giúp cho người ta đạt được tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh là điều mọi người đều luôn mơ ước mong cầu mong cầu thân tâm thanh tịnh vì sao chẳng đạt được dục vọng quá nhiều chẳng thể buông dục vọng xuống được do vậy cổ nhân trung quốc nói tri túc thường là nếu có người đi túc Tâm thanh tịnh bàn có thể khôi phục Nếu người chẳng tri túc Tâm kẻ ấy sẽ vĩnh diễn chẳng thanh tịnh Giống như nước nổi sóng Chẳng có bình lặng Tri túc sẽ dần dần lắng xuống Sóng to trở thành sóng nhỏ Sóng nhỏ trở thành gợn sóng có thể khôi phục thanh tịnh. Vì thế, phải tri túc thì mới được. Quý vị thấy, có phải là Di Lạc Bồ Tát sẽ đến thành Phật trong nhân gian hay không? Hiện thời Ngài ở nơi đâu? Tại đầu xuất thiên. Đâu xuất nghĩa là gì? Tri túc. Di Lạc Bồ Tát muốn hạ sanh thành Phật, trước tiên phải tu tri túc trong tầng trời đâu xuất. Tu duyên mãn công phu tri túc rồi Mới có thể làm Phật Phổ độ chúng sanh Chẳng tri túc thì làm sao được nữa Vì sao Ngài phải trụ trong đau xuất thiên Chẳng trụ trong thao quá tự tại thiên Vì sao không trụ trong đau lời thiên mang ý nghĩa biểu pháp bổ xứ phật bổ xứ bồ tát nhất định phải là từ tri túc thiền giáng hạ nhân gian làm phật toàn là ý vị giáo học Do vậy có thể biết Phật là Pháp Dương Quốc Dương và Đế Dương trong thế gian Cũng phải biết Tri túc Thì ngồi trên ngai Hoàng Đế Mới thật sự có thể ít nước lợi dân Ông ta là Tri túc nếu chẳng trì túc sẽ biến thành một gã vua bạo ngược dân chúng phải chịu khổ quan thượng tri túc dân chúng hưởng phước cùng một đạo lý lại thấp hơn một bực nữa sẽ là xí nghiệp nói theo tình trạng hiện thời chủ nhân xí nghiệp tri túc xí nghiệp ấy sẽ là xí nghiệp vuông mẫu Chủ nhân tri túc Kiếm được tiền sẽ nhất định cứu giúp dân nghèo Thực hiện sự nghiệp phước lợi xã hội Việc kinh doanh càng làm càng to lớn Càng làm càng vô giàu Càng thí càng nhiều Càng nhiều bàn càng làm nhiều hơn Quý vị nói xem sự biểu pháp của vị Bồ Tát này có dụng ý sâu xa dường nào. À, tri túc bằng thật sự có thể tu phước, có thể tích đức. Kẻ chẳng tri túc sẽ thiếu phước. Kẻ không tri túc sẽ bại đức, chẳng biết tu đức. Kinh Mấy câu kinh ấy đã hiển thị thần thông và diệu dụng của Bồ Tát Tùng thử xứ một Sanh dư Phật độ Như Di Lạc Bồ Tát Cơ duyên chín mùi Thời tiết nhân duyên đã chín mùi Ban từ trời đâu suốt giáng hạ Giáng sanh trên địa cầu Nói thông tục là đầu thai Chẳng còn ở trong thiên cung đâu suốt nữa Xuất sanh trong thế giới này Ngài có năng lực ấy Thế giới này rất lớn Phải độ chúng sanh trên địa cầu có phải độ những tinh cầu khác hay không? Đương nhiên là phải độ Khu vực giáo hóa của Ngài Có phạm vi là một tam thiên đại thiên thế giới Trên mỗi tinh cầu đều có chúng sanh Vì sao? Tinh cầu là y báo y báo chuyển theo chánh báo chẳng có chánh báo sẽ chẳng có y báo y báo và chánh báo đồng thời phát sinh. do vậy trên mỗi tinh cầu đều có chúng sanh sống trong đó có các chúng sanh chẳng có cùng chiều không gian với chúng ta nên chúng ta chẳng thấy họ mà họ cũng chẳng thấy chúng ta Chiều không gian cao hơn Có những chiều không gian cao hơn chúng ta Chúng ta sẽ chẳng thấy họ Nhưng họ trông thấy chúng ta Giáp vậy Chẳng thể nói Chúng ta dùng phi thuyền bay đến thám hiểm tinh cầu khác Phát hiện ở đó chẳng có ai Một vùng quan vắng, thê lương Đó là gì? Nhục nhãn của chúng ta chẳng nhìn thấy Chứ thật ra là có Trên quả địa cầu này Người và quỷ sống lẫn lộn Nhưng có rất nhiều người chẳng hề thấy quỷ Ta chẳng tin tưởng Nhưng cũng có chẳng ít người đã thấy quỷ Họ bèn thật sự tin tưởng Duyên phận của mỗi người khác nhau Tôi đã gặp một số nghệ sĩ, diễn viên kể với tôi. Họ thật sự thấy quỷ. Trong lúc quay phim, buổi tối quay ngoài cảnh, quay tại Nghĩa Trang, sắp đặt các đạo cụ để đóng phim tại đó. Quỷ cũng đến tham gia, thật sự gặp gỡ. Sau khi quay phim xong, Mọi người cũng cảm thấy rất đói Thấy gần đó có quán nhỏ bán đồ ăn vặt. Mọi người đến cái quán nhỏ ấy để ăn uống Ăn xong lái xe ra về Đến hôm sau bị tiêu chảy Đều nghĩ do ăn những thứ đã bị hư nên nôn mửa Mở ra gì Toàn là những thứ trời ơi đất hỡi Chuyện gì đây Lại gọi điện thoại cho mấy người bạn Thì họ nói Anh ơi sao tôi cũng vậy Người khác cũng vậy Được rồi Chúng ta lái xe đi tìm cái quán nhỏ ấy Lái xe tới đó một bãi tha ma Thứ gì cũng chẳng có Gặp phải quỷ rồi Quỷ mở tiệm mà ta đến đó ăn uống Chẳng phải là một người nói mà bảy tám người đều nói như thế, người và quỷ sống lẫn lộn mà. Quý vị có thể nói trên mặt trăng chẳng có ai không? Quý vị có thể nói quả tinh chẳng có ai không? quả chứ? Nói theo Phật pháp chỉ cần có cõi nước sẽ có người cư trụ y báo và chánh báo tra nghiêm trong người Pháp giới. Cảnh chuyển theo tâm. Lời ấy là thật, chẳng phải giả. Vì thế, Bồ Tát có thể từ chỗ này chết, sanh sang quái Phật khác. Từ quái Phật này sang sanh, sanh quái Phật khác. Sanh ở chỗ nào đều từng gặp gỡ chư Phật Thế Tôn Đó là nói những vị Bồ Tát trong Pháp hội này Các ngài chỉ cần thấy vị Bồ Tát nào đó thành Phật Một nơi nào đó đều quan hỷ Chúng ta đến tùy hỷ Bèn mất ở nơi đây xuất hiện nơi kia đó là một cách nói trên thực tế các ngài có năng lực quá lớn chẳng rời khỏi nơi đây mà có thể hiện thân nơi kia phân thân đấy mà người trong tây phương cực lạc thế giới có bản lãnh này a di đà phật giảng kinh giáo học họ nghe nơi đó bất động họ nghe ở nơi đó trong thế giới phương khác Phật đang hoàn pháp bên đó Họ cũng đến Phân thân đến đó Có thể phân vô lượng vô biên thân Đồng thời tham gia pháp hội Của hết thảy chư Phật như Lai Họ có bản lãnh ấy Đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Sẽ thành tựu vì sao nhanh chóng dường ấy thời, thời gian thân cận chư phật như lai nhiều có phước báo nghe phật thuyết pháp nhiều tăng trưởng trí huệ thật sự là phước huệ song tu lợi hại hơn chúng ta nhiều chúng ta một vị phật cũng chẳng gặp nghe kinh tại đạo tràng này sẽ chẳng thể nghe kinh tại giảng đường sát giác. Họ có thể đồng thời phân thân, đồng thời đều học được. Người ta có năng lực ấy. Toàn là tiếp xúc chư Phật như lai, dược trỗi đẳng giác, hợp địa. mỗi ngày thân cận đại thiện trì thức như vậy lẽ đâu chẳng thành tựu họ gặp gỡ chư phật thế tôn quý vị thấy đó cúng dường cung kính tôn trọng tán thán đó là tu phước Nghe Pháp tiếp nhận sự giáo huấn là tu huệ Cho đến vô thượng chánh đẳng bồ đề Là mục tiêu tu học cao nhất Một phương pháp, một mục tiêu Dũng mạnh tinh tấn Chung bất ly Phật hiện thời chúng ta có thể làm được hay không có thể làm được chúng ta nghiệp chướng nặng nề lắm phiền não tuy chẳng thấy báo thân của phật nhưng trông thấy tượng phật Thấy kinh Phật Chỉ cần Chẳng lìa khỏi tượng Phật Chẳng lìa khỏi kinh Phật Mỗi ngày lễ bái Thân lạy Phật Miệng niệm Phật Trong tâm nghĩ tưởng Phật Đại Thế Chí Bồ Tát đã dạy Ước Phật Niệm Phật ức là trong tâm nghĩ tưởng Phật Hiện tiền đương lai tất định kiến Phật Phật có ở cạnh ta hay không? Có Nhưng chúng ta nghiệp chướng nặng nề Chẳng nhìn thấy Trong tâm chúng ta có cảm Phật bèn có ứng Phật ở ngay bên cạnh chúng ta Trước này chưa hề rời lìa đó là lòng đại từ đại bi của Phật Chư Phật Như Lai đã phát nguyện Trong cửa nhà Phật chẳng bỏ một ai Làm sao có thể bỏ sót chúng ta cho được Chẳng thể nào Thường nghĩ tới ân đức của Phật đối với chúng ta Chúng ta phải nghiêm túc nỗ lực học tập Trong kinh điển Đức Phật đã giáo quấn quý báu tốt đẹp như thế. Hãy nghiêm túc học tập thì mới là đúng. Đương tri dục bất ly Phật, tu dĩ niệm Phật di nhân. Như hoa nghiêm thập địa, thủy chung bất ly niệm Phật. Chúng ta phải ghi nhớ câu này. Thập địa trong quan Nghiêm là Pháp Thân Đại Sĩ. Từ Sơ địa cho đến Thập địa, trong 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ, đặc biệt nêu lên Thập địa, nhưng ngụ ý bao gồm các địa vị thấp hơn như Thập Hồi Hướng. Thập Hạnh, Thập Trụ, chẳng có địa vị nào không niệm Phật, Điều cuối cùng trong tịnh nghiệp Tam Phước Chính là nhập Phật Pháp Tạng Điều thứ hai chưa nhập Điều thứ ba đã nhập Phát Bồ Đề Tâm Tin sâu nhân quả Nhân quả ấy không phải là nhân quả bình phạm nếu là nhân quả bình phàm thì vì sao đại thừa bồ tát mới học chúng ta đều biết nhân quả phổ thông là chớ nên sát sanh sát sanh là nhân quả báo là trong tương lai bị kẻ khác giết chớ nên trộm cắp trộm cắp thì trong tương lai quý vị phải trả nợ đã trả nợ lại còn phải kèm thêm lời tức chẳng phải là chuyện tốt đẹp sát sanh phải đền mạng trộm cắp phải đền tiền nhân quả thông khắp ba đời chẳng phải là một đời Do vậy, người hiểu nhân quả ba đời tâm bàn định, tự nhiên tri túc. Bị thua thiệt, bị lừa gạt, chẳng sợ. Thật đấy, cổ nhân nói chẳng sai. Bị thua thiệt là có phước. Là chuyện tốt, không phải là chuyện xấu. Ta bị thua thiệt, kẻ khác chiếm tiện nghi. Đời sau, kẻ ấy phải trả lại cho ta, phải đáp đền nay ta quan hỷ chịu thua thiệt trong tương lai kể ý quan hỷ cúng dường quan hỷ trả nợ như vậy thì có gì là chẳng tốt đẹp do vậy tâm niệm chiếm tiện nghi của kẻ khác bị đoạt mất chẳng làm chuyện tổn thương gây hại cho người khác nữa vì sao? Đã giác ngộ, đã hiểu rõ Đã biết chân tướng sự thật Chúng ta biết những thứ nhân quả ấy Chẳng lẽ Bồ Tát không biết? Đương nhiên là biết Vậy thì Bồ Tát chẳng biết loại nhân quả nào Thật vậy Niệm Phật là nhân Thành Phật là quả Khá nhiều Bồ Tát chẳng biết Chỉ có Bồ Tát Phổ Hiền biết Do đó Các vị Bồ Tát giảng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đều biết Niệm A-di-đà Phật là nhân Đến thế giới cực lạc thành Phật là quả Trong các phần trước Đối với câu danh hiệu A-di-đà Phật Chúng ta đã báo cáo nhiều lượt. Câu danh hiệu ấy vốn là đức hiệu của tự tánh. Ý nghĩa của câu danh hiệu toàn là tiếng phạn ấy dịch sang tiếng Hán thì A dịch là vô Di Đà dịch là lượng Phật dịch là giác A-di-đà Phật là vô lượng giác Vô lượng giác là tự tánh Tức là tự tánh của chúng ta Niệm A-di-đà Phật là niệm tự tánh của chúng ta Tây phương cực lạc thế giới Pháp tạng Bồ Tát đã thành Phật Ngài bèn dùng vô lượng giác làm danh hiệu. Vì vậy, niệm danh hiệu này là vừa niệm Ngài Pháp Tạng đã thành Phật, vừa niệm Đại Giác Duyên mãn trong tự tánh. Tự tha bất nhị danh hiệu có công đức chẳng thể nghĩ bàn do vậy điều cuối cùng trong tịch nghiệp tam phước tinh sâu nhân quả nhằm nói về chuyện này tinh sâu niệm phật là nhân thành phật là quả niệm phật thành phật Quyết định chân thật chẳng dối Hết thể các pháp sanh từ tâm tưởng Tiếp đó Độc tụng đại thừa khuyến tấn hành giả Ba câu trước đó là tự lợi Câu cuối cùng là lợi tha Chính mình đã thành tựu rồi Nhất định phải giúp người khác Toàn tâm toàn lực giúp đỡ người khác Làm khi nào? Khi đã có đôi chút thành tựu. Do vậy, quyền giáo Bồ Tát, phạm vi này rất rộng. Từ sơ phát tâm cho đến địa vị thập tính đều là quyền giáo Bồ Tát. Là tiểu Bồ Tát chưa kiến tánh Đã kiến tánh Minh tâm kiến tánh Thì là Bồ Tát Chưa kiến tánh Thì đều gọi là quyền giáo Bồ Tát Có làm hay không? Làm Ta biết bao nhiêu Ta giảng bấy nhiêu Chia sẻ với đại chúng Khuyên người khác là khuyên chính mình Suốt đời Thích Ca Mâu Ni Phật Đã biểu diễn nêu gương cho chúng ta trong 49 năm Chúng ta đã thấy, hiểu rõ Học theo gương ấy là đúng Cuộc sống giáo học của lão nhân gia trong 49 năm Là hoạt động chánh đáng bình thường trong Phật giáo Trong 49 năm chẳng làm kinh sám Phật sự Chẳng tổ chức Pháp hội Cũng chẳng hề cử hành Phật thức một ngày nào Cũng chẳng hề tụ tập đại chúng cùng nhau niệm Phật suốt một cây hương Chẳng hề có Suốt đời làm gì? Cả đời là giáo học suốt ngày từ sáng đến tối đều chẳng gián đoạn nhất cử nhất động một câu nói một nụ cười đều nhằm biểu thị pháp đều là giáo học bất luận là đối với nhiều người hay độ một hai người chẳng có ai không dạy nhiệt tình thành ý Chân tâm như vậy cảm động hết thảy chúng sanh. Nhục nhãn của chúng ta chẳng nhìn thấy. Trong kinh này có chép. Chư thiên các cõi trời dục giới và sắc giới. Tám bộ quỷ thần. Ngã quỷ địa ngục súc sanh. Cứ sau chúng sanh trong cõi địa ngục cũng đến Những vị từ địa ngục tham gia Pháp hội đều là Bồ Tát Hiện thân làm tội nhân địa ngục trong các địa ngục Để giáo hóa chúng sanh Nghe Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh giáo học Họ cũng đến Chẳng phải là kẻ thật sự tạo tội nghiệp đọa địa ngục Hạ người ấy chẳng ra khỏi địa ngục được Vì họ chẳng có phước báo to lớn ấy Trong địa ngục có rất nhiều Bồ Tát Các ngài đến đi tự do Các ngài đến địa ngục để độ chúng sanh trong địa ngục Nên hiện tướng địa ngục Chẳng có một ai rời Phật Do vậy ở đây dạy chúng ta Thập địa Bồ Tát Thị chung Bất ly niệm Phật Chúng ta có nên không niệm Phật hay chăng? Bởi lẽ đó Bồ Tát Phổ Hiền thoải mái dần ý Khuyên dạy các vị Bồ Tát trong Hoa Nghiêm Hải Hội Hãy cùng nhau đến thế giới cực lạc Dây đoàn đến thế giới cực lạc bái kiến A-di-đà Phật Thế giới cực lạc cũng thật sự rất náo nhiệt Chư Phật Bồ Tát trong mười phương thế giới Đều đến triều kiến liên miên chẳng dứt đoạn gian ý do cư sĩ bành tế thanh nói án bành thị chi thuyết bồ tát độ sanh tu hữu phương tiện tối thắng phương tiện thị giáo nhân niệm phật câu này hết sức quan trọng chúng ta phải ghi nhớ suốt đời chẳng rời bỏ bất luận chỗ nào thấy người khác đều là a di đà phật đó là gì vậy kẻ ấy niệm phật chẳng cần biết kẻ ấy có tin hay không kẻ đó chẳng tin thì cũng đã nghe lọt vào tai rồi hễ lọt qua tai vĩnh viễn trở thành hạt giống đà chủng tử phật đã gieo trong ruộng thức thứ tám gặp mọi người đều làm như vậy đồng học học phật nhận điện thoại cầm lấy điện thoại bàn a di đà phật tốt lắm dưỡng thành thói quen niệm niệm chẳng rời Phật niệm niệm chẳng rời A Di Đà Phật niệm Phật sanh Phật quốc kiến Phật gian pháp chung bất ly Phật cố năng nhập Phật pháp tạng cứu cánh bỉ ngạn thật vậy chẳng giả dạ. chỉ có chính mình niệm Phật khuyên người khác niệm Phật Hiện thời chưa thể nhập Phật Pháp Tạng Nhưng thật ra đã gieo cá nhân nhập Phật Pháp Tạng Sanh về thế giới cực lạc sẽ là nhập Phật Pháp Tạng Đoạn văn này của ông Bành Tế Thanh Thâm Đắc Kinh Chỉ Đây là lời Hoàng Lão Cư Sĩ Tán thán Ông Bành Chúng ta còn có thời gian Hãy xem đoạn Kinh Giang kế tiếp Đoạn này khá dài Nguyện ư vô lượng thế giới Thành đẳng chánh giác Xả đầu suốt Giáng dương cung Khí vị xuất gia Khổ hạnh học đạo Tá tư thị hiện Thuận thế gian cố Dĩ định huệ lực Hàng phục ma oán Đắc di diệu pháp Thành tối chánh giác Thiên nhân quy ngưỡng Thỉnh chuyển pháp luân Thường dĩ pháp âm Giá chư thế gian Phá phiền não thành Hoại chư dục tiệm Tẩy trà cấu ô Hiển minh thanh bạch Điều chúng sanh Tuyên diệu lý Trữ công đức Thị phước điền Dĩ chư pháp dược Cứu liệu tam khổ Thăng quán đẳng giai Thọ bồ đề ký Dị giáo bồ tát Tát a xà lê Thường tập Tương ứng vô biên chư hạnh Thành thuộc Bồ Tát vô biên thiện căn Vô lượng chư Phật Hàm cộng hộ niệm Chúng ta đọc lời chú giải của Hoàng Lão Cư Sĩ Thượng đoạn mạc nhị cú nhập Phật Pháp Tạng, cứu cánh bỉ ngạn. Tái tán đại sĩ chi thật đức. Kim văn cập hạ văn lưỡng Đoàn. Tắc tái tán Bồ Tát, phổ ư thập phương, thị hiện bát tướng, thành đạo chi thù thắng quyền đức. Nhập Phật Pháp Tạng Cứu cánh bị ngạn à Bồ Tát thành tựu viên mãn trí huệ Và đức tướng Đó là Những thứ vốn trọn đủ à trong tự tánh sau khi chứng đắc nhất định khởi tác dụng khi ấy khởi tác dụng chắc chắn chẳng có khởi tâm đồng niệm chúng ta phải biết điều này giống như lục tổ huệ năng đại sư đã nói minh tâm kiến tánh thì kiến tánh là như thế nào ngài nói năm câu văn tự không nhiều lắm trên thực tế chỉ có hai mươi chữ nhưng đã giảng rõ ràng minh bạch chuyện này thật sự khó có Thọ ấy thích ca mâu ni Phật ở dưới cội bồ đề, Thị hiện đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Ngài cũng đã nói ra, Ngài dùng 14 ngày, cũng là dùng thời gian 2 tuần, diễn nói Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Do vậy Kinh Hoa Nghiêm là do Đức Thế Tôn Thành Phật giảng trong định Chẳng lưu truyền trong nhân gian Chẳng ai biết Sau khi đã giảng trong định xong Đại Long Bồ Tát Thâu cất bộ kinh ấy Do Đức Phật đã nói trong cung rồng Số lượng quá lớn Chẳng thể chuyển đến giữ trong địa cầu Phân lượng nhiều cỡ nào 600 năm sau Long thọ Bồ Tát rất khó có có duyên rất sâu với đại long bồ tát đại long bồ tát dẫn long thọ tới thăm viếng cung trọng ngài long thọ thấy kinh hoa nghiêm là tam thiên đại thiên thế giới di trần kiện một tứ thiên hạ di trần phẩm địa cầu của chúng ta làm sao có thể chứa đựng được đó là báo cáo của Thích Ca Mâu Ni Phật trong 14 ngày. Nhưng chư vị phải biết, Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư Minh Tâm Kiến Tánh có cùng một cảnh giới với Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Thế Tôn ở Ấn Độ nên dùng thân Phật để đắc độ. Ngài ban thị hiện thân Phật. Huệ Năng Đại Sư ở Trung Quốc Ở đất Trung Quốc thì chẳng hiện thân Phật Người qua chẳng có căn tánh tốt đẹp như vậy Nên dùng thân tỳ kheo để đắc độ Lão nhân gia hiện thân tỳ kheo trong một đời Thật ra cùng một cảnh giới Chẳng khác gì nhau Nên dùng thân gì để đắc độ Bèn hiện thân ấy Ngài nói 12 chữ Triển khai thì là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Nếu rút gọn sẽ là 20 chữ ấy Bất tăng bất giảm nếu người khác hỏi Đại vương Quảng Phật Hoa Nghiêm giảng những gì Quý vị dùng năm câu nói đó Của lục tổ để nói Bèn nói tròn hết câu đầu tiên ngài nói nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh câu thứ hai nói vốn chẳng sanh diệt tức là niết bàn chẳng sanh chẳng diệt câu thứ ba là vốn tự trọn đủ tức là như trong hoa nghiêm đức phật đã nói hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai tự tánh vốn tự trọn đủ tự tánh có vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo hết thảy đều là vô lượng tự tánh vốn trọn đủ mà câu thứ tư nói vốn chẳng dao động điều này thường được kinh đại thừa nói là tự tánh vốn định Cầu cuối cùng có thể sanh ra dạng Pháp Vô lượng vô biên các cõi Phật Y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười Pháp giới Đều do tự tánh sanh Có thể sanh Có thể hiện Hết thể dạng Pháp là cái được sanh, được hiện Nói rõ tất cả hết thể dạng Pháp trong khắp Pháp giới hư không giới Đều có cùng một tự tánh có cùng một tự tánh tức là cùng một thể lão tử đã nói thiên địa giữ ngã đồng căng dạng pháp giữ ngã nhất thể mang ý nghĩa này người trung quốc nói luân lý thì luân lý ấy chính là luân lý trong kinh phật luân lý là nói về quan hệ ta và người khác có quan hệ gì? Phật pháp nói tới quan hệ rộng lớn, tinh di sâu xa, nói rất viên mãn. Không chỉ là quan hệ giữa con người với nhau được nói rõ ràng. Mà quan hệ với tất cả động vật Quan hệ với thực vật Quan hệ với hoa cỏ, cây cối Quan hệ với núi sông đại địa Quan hệ với toàn thể hư không pháp giới Nói rõ ràng như thế Một thể mà Sự nhận biết này Quan trọng hơn bất cứ gì khác Từ bi Là đức bậc nhất trong tự tánh tinh hoa cốt tủy của tánh đức là từ bi chúng ta không biết những quan hệ ấy không biết chúng có quan hệ gì với chính mình cho nên tâm từ bi chẳng thể sanh khởi hiểu rõ quan hệ tâm từ bi sẽ sanh khởi từ bi là lòng yêu thương chân thành là lòng yêu thương vĩnh viễn chẳng thay đổi chẳng giả trong cửa nhà phật chẳng bỏ một ai vì sao một thể mà người kiến tánh đều biết kẻ chưa kiến tánh chẳng hiểu hãy kiến tánh đều biết do vậy sau khi thành phật Chúng sanh có cảm Phật Bồ Tát bèn có ứng Trong ứng thì thù thắng nhất là Đại quyền thị hiện Tám tướng thành đạo Quý vị thấy đó Những điều được nói trong đoạn kinh văn này Từ xã đầu suốt đến thành tối chánh giác Thiên nhân quy ngưỡng Mãi cho đến lúc Thị hiện diệt độ Chính là tám tướng thành đạo Đây là sự nghiệp trong một đời của Phật Bồ Tát Khi giáng sanh trong thế gian Thị hiện cho chúng ta thấy Nhằm dạy chúng ta học tập Thân hành ngôn giáo mà Tiếp đó Cổ Hoàng giải thích đoạn kinh văn này Nguyện Ư vô lượng thế giới Thành đẳng chánh giác Vì sao nguyện trong vô lượng thế giới Phật Bồ Tát Trong lúc tu nhân đã phát nguyện ấy tứ hoàng thề nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ các đồng học học phật chúng ta bất luận là tại gia hay xuất gia đều đạt pháp Nhưng phiền não nghiệp chướng quá nặng Thường quên bản chuyện này Gặp chúng sanh khổ nạn Nhưng đã quên sạch sanh sanh nguyện này Chẳng dấy lên ý niệm giúp đỡ họ Người nhà Quyến thuộc gặp phải khó khăn thì có thể nghĩ tới nguyện ấy Chứ các chúng sanh có khổ nạn Ta chẳng nghĩ đến Nguyện thật sự phát khởi Đến khi quý vị đại triệt đại ngộ Trở thành Pháp thân Bồ Tát Chứng đắc Phật quả Sẽ thực hiện nguyện này Thực hiện viên mãn Chúng sanh không nhất định phải cầu cảnh quý vị Chỉ cần họ gặp khổ nạn tin tức khổ nạn truyền tới quý vị nhận được bèn có ứng từ sách hoàng nguyên quang chúng ta thấy ba thứ trọn khắp bèn hiểu tin tức ấy truyền đi nhanh chóng đến mức nào hiền thủ quốc sư nêu một thí dụ là một di trần trong phật pháp gọi một di trần là cực di di đại khái tương đương với lượng tử được phát hiện bởi lượng tử lực học hiện thời lượng tử còn nhỏ hơn hạt cơ bản các nhà khoa học coi hạt nhỏ nhất ấy là cơ sở vật chất hiện thời họ còn tiến hơn một bước Nghiên cứu nhận biết lượng tử Là tiểu quan tử Nó là một thứ tạo thành vật chất Còn nhỏ hơn hạt cơ bản Nó có ba thứ đặc tính Kinh Phật đã nói rõ Nhưng các nhà khoa học vẫn chưa thể nói rõ ràng như thế Chưa nói được tiểu quan tử dao động lập tức trọn khắp pháp giới Chẳng có tốc độ nào nhanh hơn nó Tốc độ ánh sáng Hay tốc độ sóng điện từ Đều thua kém rất xa Khi nó động Sẽ trọn khắp Pháp giới cho nên tin tức lan truyền hết sức nhanh chóng Bất luận người ấy hữu tâm, vô tâm, hữu ý, vô ý Những tin tức như vậy Bậc bát địa Bồ Tát trở lên đều nhận được Quý vị thấy bát địa, cửu địa, thập địa, đẳng giác, diệu giác, năm địa vị Phật Bồ Tát ý đều nhận được. Sau khi đã nhận được Lẽ nào các ngài chẳng ứng Hãy nhận được nhất định sẽ hồi ứng Tốc độ hồi ứng Gần như đồng thời với tốc độ cảm Vì sao? Ứng cũng là lập tức trọn khắp Pháp giới vì thế, cái hay của kiến tánh là ở chỗ này. Tin tức trọn khắp Pháp giới hư không giới. Chẳng sót một điều gì. Hiểu rõ ràng ràng rẽ. Người ấy khởi tác dụng hồi ứng. Hồi ứng cũng chẳng cần phải suy xét. Chẳng hề suy xét. Mà tự nhiên hồi ứng. Nhất định giúp đỡ quý vị à, sự hồi ứng rõ rệt là tám tướng thành đạo người ấy đã hồi ứng bởi lẽ nguyện này là bổn nguyện là nguyện đã phát nơi nhân địa hiện thời hoàn toàn thực hiện có năng lực ư vô lượng thế giới thành đẳng chánh giác chỉ nói một câu này một câu bao hàm những điều khác quý vị thấy kể cả hiện thân thành phật quá độ chúng sanh đều có thể nên hiện làm bồ tát hiện làm thanh văn hiện làm duyên giác hiện làm quốc dương đại thần đồng nam đồng nữ cho đến hiện thành hoa cỏ cây cối núi sông đại địa không có gì chẳng thể thể hiện. Rốt cuộc Ngài thể hiện bằng cách nào? Chính mình chẳng có ý nghĩa gì. Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Kim Lăng Nghiêm đã nói như vậy. Vì thế, vẫn là do ý niệm của chúng sanh. Chúng sanh có ý niệm như thế nào, Ngài dùng phương pháp như thế ấy để cảm ứng. Chúng ta chớ nên không biết đạo lý như vậy Hiểu đạo lý này Liễu giải chân tướng sự thật Mới biết Chứ Phật Bồ Tát và chúng ta Cảm ứng là sự thật Chẳng giả Hơn nữa Tốc độ cảm ứng vô cùng nhanh chóng Chúng ta có lúc chẳng thể nhận biết Là do bản thân chúng ta nghiệp chướng quá nặng Nghiệp chứng nhẹ hơn một chút Sẽ có thể cảm nhận Trong thế gian có những người được gọi là Có công năng đặc dị Họ có thể thấy nghe đối với những tin tức truyền đến chư phật bồ tát Nhưng họ nghe thấy có những hiện tượng bị họ trông thấy chẳng phải là không có chúng tôi đi qua nhiều nơi đã thấy khá nhiều người lạ lùng có thật hay không có thể từ kinh phật Luôn có thể tìm thấy những lý luận làm căn cứ để giải thích những hiện tượng ấy. Nguyện, kế tiếp là giải thích nguyện. Thệ nguyện giả, tứ hoàng thệ nguyện. Pháp quật viết, ư xuất, thế đạo, thi cầu di nguyện. Thi giả, niệm giả, nguyện giả. Do vậy hy cầu giống như chữ hy trong hy vọng Trong tâm chúng ta có điều mong cầu Trong nguyện có điều mong cầu Có điều hy cầu Hữu thế giới giả Thế chỉ thời gian Giới chỉ không gian Kinh Phật thường nói Đến thế giới các nhà khoa học hiện thời nói là thời không thời không như các nhà khoa học thường nói chính là thế giới trong kinh phật thủ lăng nghiêm kinh viếng thế di thiên lưu giới di phương dị nhớ kim đương tri đông tây nam bắc đông nam tây nam đông bắc tây bắc thượng hạ di giới Quá khứ vị lai hiện tại gì thế Đây là Đức Phật giải thích chữ thế giới trong hội lăng nghiêm Đặng chánh giác Kiến đường dịch Thị di tân dịch Bản nguyện dịch ghi là đặng giác Tức là cựu dịch Đặng chánh giác Và đẳng giác có cùng một ý nghĩa các vị dị dịch giả như quyền trang đại sư dịch thành đẳng chánh giác bản ngụy dịch theo lối cựu dịch các bản cổ dịch trước thời quyền trang đại sư đều dịch là đẳng giác đẳng giác có hai ý nghĩa Thứ nhất là đẳng giác thị Bồ Tát chi cực dị Bồ Tát đạt đến địa vị này bèn viên mạng Chẳng còn có địa vị Bồ Tát nào cao hơn nữa Trên đó là diệu giác Mà diệu giác là quả vị Phật Tương đắc diệu giác chi Phật quả kỳ trí huệ công đức đẳng tự diệu giác cố vị chi đẳng giác cũng có nghĩa là đẳng giác bồ tát kém phật một bậc tiến cao lên nữa sẽ là địa vị dị diệu giác theo kinh hoa nghiêm Địa vị Bồ Tát có 51 đẳng cấp Thấp nhất là địa vị thập tính Địa vị thập tính cũng rất lỗi lạc Từ nhân gian của chúng ta tu hành đến 10 Pháp giới Đều là các địa vị thuộc thập tính Tổ sư Tôn Hoa Nghiêm đã rất chú tâm Nói rõ cặn kẻ Sự chứng đắc Trong các địa vị này như thế nào Nói theo nguyên tắc chung Thì toàn bộ đều là buông xuống Do vậy tôi học Phật Thoạt đầu Thầy dạy tôi Tôi hỏi Ngài có bí quyết nào để nhập Phật môn hay không? Có phương pháp nào để khế nhập rất nhanh hay không? Thầy dạy tôi, nhìn thấu buồn xuống. Nhìn thấu xuống giúp quý vị buồn xuống. Buông xuống là giúp quý vị thấy thấu suốt Hai điều này Từ sơ phát tâm Cho đến địa vị như lai Giúp nhau thành tựu Bí quyết ở ngay chỗ này Thầy chẳng lừa gạt tôi Ngay hôm đầu tiên đã dạy tôi bí quyết ấy Nếu chúng ta muốn tiến cao hơn Chẳng buông xuống sẽ không được Thầy nói 51 cấp bậc Bồ Tát Dĩ như 51 tầng của một tòa cao ốc Quý vị chẳng bỏ tầng thứ nhất Sẽ không lên được tầng thứ hai Chẳng bỏ tầng thứ hai Sẽ không lên được tầng thứ ba Luôn luôn bảo quý vị hãy buông xuống Một bậc buông xuống Quý vị sẽ đạt tới chỗ đăng phong tạo cực sẽ thành công chúng ta phạm phu gặp phiền phức là do không buông xuống được bởi lẽ chẳng buông xuống được sẽ vĩnh viễn chẳng thể tiến cao hơn quý vị thấy vì sao hiện thời chúng ta chẳng thể tiến tới địa vị sơ tính do chẳng buông tiến hoạt xuống được buông xuống bèn là tu đạo hoàng Tức là Địa vị sơ tính Bồ Tát Trong kinh Hoa Nghiêm Buông thân kiến Biên kiến Kiến thủ kiến Giới thủ kiến Tà kiến xuống Buông xuống năm thứ kiến giải sai lầm đó Quý vị sẽ chứng đắc Bí quyết không có gì khác Bí quyết là buông xuống Học Phật, thật sự học Phật chẳng có gì khác Thật sự học Phật là học buồn xuống Hôm nay đã hết thời gian rồi Chúng ta học tới đây Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật đạo chúng phật tử đạo tràng tịnh độ nam mô a di đà phật but